truy cập vào trang web sangkien.congdoanvietnam.org. Chọn nộp sáng kiến và điền đầy đủ thông tin cá nhân. Chọn cập nhật, điền thông tin sáng kiến, copy link drive, dán vào theo yêu cầu. Chọn nộp sáng kiến. Chụp màn hình làm minh chứng. Vào kết quả sáng kiến kiểm tra có hợp lệ chưa? Chúc quý đoàn viên thành công. Xin cảm ơn đã theo dõi.